Các bác sĩ của bệnh viện Trợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh vừa phẫu thuật nối thành công dương vật cho một bệnh nhân nam 29 tuổi. Đáng chú ý nhiều ca nối dương vật do các bác sĩ ngoại niệu ở đây thực hiện do bệnh nhân bị tai nạn, còn trường hợp này là do bệnh nhân tự tay cắt đi dương vật của mình. Trước đó bệnh nhân nhập viện trong tình trạng huyết áp thấp do mất máu, kiểm tra thì thấy dương vật bệnh nhân đã mắc đã mất nên là các bác sĩ yêu cầu người thân về nhà tìm. May mắn là người nhà đã tìm được dương vật của bệnh nhân ở góc nhà. Ban đầu bệnh nhân nhập viện với thái độ bất hợp tác, không chịu để bác sĩ phẫu thuật. Sau khi thuyết phục và tiến hành gây mê, kíp mổ đã trải qua 3 giờ xử trí mạch máu, làm sạch vết thương và nối phần đứt lìa vào cơ thể bệnh nhân thành công. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đang dần hồi phục, dương vật được nối đã hồng hào nhưng phải đợi theo dõi thêm. Theo các bác sĩ, đa số trường hợp đứt lìa dương vật nếu đến hiện trường, à, nếu từ hiện trường đến viện trước 6 tiếng đồng hồ thì đều được nối thành công, chỉ một số ít hoại tử do bảo quản không đúng hoặc là mang đến quá muộn.